xin chào mọi người. Hoàng Lam BB cảm thấy rất là vui khi được gặp lại mọi người trên kênh của Hoàng Lam BB. Mọi người hôm nay Hoàng Lam BB sẽ dẫn mọi người mình đi ngắm Đà Lạt 2 nha mọi người. Đố mọi người biết Đà Lạt 2 nằm ở đâu nha mọi người. Đi nào. Mình như là này thì 1 giờ chiều rồi đó mọi người. Nhưng mình có thể ngắm được mây nè, sương mù nó bay hóp hóp rất là gần mình luôn. Đi thôi. Mọi người ơi, cái phía trước mặt của Hoàng Lam BB á rất là nhiều sương mù luôn. Bay thoáng thoáng những cái hạt sương mù quá nó gờ xuống má mình nè, thấy nó mát lạnh luôn, rất là đẹp luôn á. Mọi người nhìn cái cảnh này mọi người có đoán được là ở đâu không ạ? Đây là quê của Hoàng Lam BB luôn á mọi người. Giờ mà mọi người mình còn đi qua bên cái vườn mai á, vườn mai của chùa nha mọi người. Đây mình đi qua đây. Cái này là mình chỉ đi phía ngoài thôi đó, chứ thật sự trong chùa nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà quay cảnh chùa thì mọi người sẽ biết nó là ở đâu liền luôn. Cho nên là Hoàng Lam BB muốn quay vòng vòng ngoài nè cho mọi người đón thử cái Hoàng Lam BB đang ở đâu nha mọi người. Đà Lạt 2. Mình mời mọi người đi về phía phía trong một tí xíu. Mình có thể nhìn xuống được cái chiền núi á. Có lẽ là sẽ ngắm được mây á. Giờ này là 1 giờ mấy chiều nha mọi người. Nhưng mình vẫn nhìn thấy mây rồi sương mù rồi nó rất là phủ kính ở trên những cái đọt cây luôn mọi người. Bây giờ phía trong nha mọi người. Thì không biết thì giờ này mình đã đi vô tới ở trong cái khu vườn đây nè. Mọi người nhìn cái cảnh này mọi người có đoán được đây là đâu không nè? Ôi đây mọi người, nó rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thấy gì chưa? Sương mù với mây á, nó giăng kín rồi mình không thể nhìn thấy cái đầu cây xung quanh đây luôn mọi người. Mọi người nhìn được cái này là nó rất là mát luôn. Hứng lên có cục mây nó bay gần mình nè. Thấy không? Thấy mây không? Hốt mây nè bỏ miệng. Chụp lên rất là mát luôn. Vì ở Đà Lạt 2 nè. Nói chung là mây nó đang bay sát mình luôn. Cảm thấy rất là vui luôn mọi người. Đùa giỡn với mây luôn á. Các chị La Hán nè. Rồi các vị Phật nè. Rồi La Biên không biết gạch tên nha mọi người. Bên kia là cái tượng Phật Thích Ca đang ngồi với cây lâm dồ. Cây đa có người ta gọi cái lâm dỗ, người gọi là cái da rồi cái đa nữa, mình cũng không phân biệt nó là cái tên gì. Nói chung mình nói ba tên, cái da, cái đa, cái lâm dỗ. Mà đây vì không có nói gành tên mọi người thông cảm nghe, đừng mắc lỗi nghe mọi người. Đây Phật Thích Ca nằm. Đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Mây nó bay kìa, bay trên đọt cây thoáng 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 đẹp mơ hồ luôn. Hoàng Lam BB á chỉ quay cái cảnh bên ngoài của chùa thôi nha mọi người, tại vì mình vô chùa mình lễ Phật mình quay phía trong chùa thì Hoàng Lam BB không có sợ mấy thầy gặp rồi nói, cho nên không dám quay, mình quay bên ngoài thôi. Giờ Hoàng Lam BB sẽ nói mọi người biết đây là đâu nghe. Đà Lạt 2 là ở núi Ông Cấm, tỉnh An Giang, quê của Hoàng Lam BB luôn mọi người. Nếu mọi người mà cảm thấy ở nơi đây đẹp nè, mọi người hãy một lần đến đây thăm viếng nha mọi người.
Ôi nó chóng mặt quá. Đó rất là đẹp luôn mọi người, mình đang đứng ở trên mây nè. Rất là đẹp, rất là mát luôn mọi người ơi. Quê của mình đó mọi người, thấy có đẹp không? Thích quá à. Giờ này là 1 giờ chiều rồi đó, gần 2 giờ đó mà chẳng còn mây nè mọi người thấy không? Rất là đẹp. Rất là đẹp. Là đẹp quá. Mọi người. Đó nè, mấy nó bay luôn nè, bay về hướng Hoàng Lan luôn mọi người, rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không, phía sau của Hoàng Lan mây nó đang bay vừa đến luôn nè. Rất là đẹp luôn. Thank you.
bây giờ thì Hoàng Lam BB xin phép khép video đây. Mọi người thấy cái cảnh vùng bảy núi ở tỉnh An Giang của Hoàng Lam thấy có đẹp không mọi người? Nếu mọi người có một lần mình đi hành hương hay là mình đi viếng chùa, hãy ghé tham quan tại núi Ông Cấm ở tỉnh An Giang nha mọi người. Ở phía trên rất là đẹp luôn mọi người. Thì Hoàng Lam cũng không có quên là gửi lời cảm ơn đến mọi người. Cảm ơn mọi người vì trong thời gian qua mọi người đã luôn ủng hộ Hoàng Lam BB. Mọi người ơi, nếu thấy mến Hoàng Lam BB, mọi người hãy nhớ bấm đăng ký nè, nhớ cho like nè, chia sẻ cho Hoàng Lam BB. Mỗi một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ của mọi người á, Hoàng Lam BB có thể nhận được vài trăm đồng để Hoàng Lam BB để dành đi làm thiện nguyện của mọi người ơi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.